Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này bằng máy tính Casio. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt t bằng z trừ 2 cộng y. Như vậy cái cục này chúng ta sẽ có là mô đun của số vức t bằng 3. Tiếp tục chúng ta đẩy trừ 2 cộng y sang bên trái thì chúng ta sẽ có là t cộng 2 trừ y. Như vậy chúng ta thế Z1 bằng T1 cộng 2 trừ Y. Trừ cho Z2, đó chính là T2 cộng 2 trừ Y. Như vậy 2 trừ 2 bằng 0, trừ Y trừ với trừ Y cũng bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có giá trị tuyệt đối của T1 trừ T2 bằng số 2. Tiếp tục, bây giờ chúng ta có Z1, Z2. Thì bây giờ chúng ta thế cái cục này vào đây. Thì chúng ta có Z1 trở thành T1 cộng 2 trừ Y. Còn Z2 sẽ biến đổi thành T2 cộng 2 trừ Y. Như vậy chúng ta rút gọn lại thì chúng ta sẽ có T1 cộng T2. Bây giờ chúng ta sử dụng máy tính Casio bắt đầu từ đây. Đầu tiên chúng ta biết rằng mô đun của số vức T đó chính là số 3. Đây chính là đường tròn tâm 0,0, bán kính là bằng 3. Như vậy chúng ta sẽ có Z1 nè và Z2 nè. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi thành cái T1, T2 nha. Bây giờ chúng ta có mô đun của T là bằng 3 thì chúng ta sẽ có T1, T2. Bây giờ T1, T2 cách nhau là 2. Như vậy chúng ta sẽ có cái đường này. Như vậy, cái này là số 3 nè. Cái này số 3 do bán kính. Còn cái đoạn này là số 2 là khoảng cách giữa T1 và T2. Như vậy chúng ta sẽ có một cái hình tam giác. Và bây giờ mình sẽ đi tìm cái góc ở đây. Chúng ta sẽ áp dụng cos alpha sẽ bằng a bình phương số 3 bình phương b bình phương số 3 bình phương trừ cho c bình phương số 2 bình phương chia cho 2 nhân 3 nhân 3. Thì chúng ta giải ra được cái cục này. Chúng ta ra 7 chia cho 9. Như vậy alpha ở đây sẽ bằng arccos của 7 chia cho 9. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giá trị W bằng T1 cộng T2. Đây chính là máy tính Casio của chúng ta. Chúng ta nhấn số 0 Storage cho chữ X. Nhấn số 2 Shift Setup. Chúng ta chọn số 2. Nhấn số 1. Bây giờ chúng ta nhấn T1 và T2 vào. Mô đun của số vức T là số 3. Cho nên chúng ta sẽ có 3 Shift Góc Alpha X cộng cho 3 shift góc mở ngoặc ra alpha x cộng với lại arccos, tại vì T1 cách T2 một góc là arccos 7 chia cho 9. Và chúng ta có kết quả này. Bây giờ chúng ta nhấn storage cho chữ A đi. Và bây giờ chúng ta nhấn shift nè. ABS là giá trị tuyệt đối. Và chúng ta nhấn alpha A. Nó ra kết quả là 4 căn 2. Như vậy câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.